Xin chào tất cả các em, chúng ta sẽ làm cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 5. Đề số 2. Phần 1 là đọc thành tiếng. Cái này thì giáo viên sẽ kiểm tra từng bạn một. Tiếp theo là đọc và trả lời câu hỏi. Đây chính là bài đọc thầm. Yêu cầu là đọc thầm bài Nghĩa thầy trò. Sách giáo khoa lớp 5 tập 2. Và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì? A. Là để học. B. Để mừng thọ thầy. C. Để thăm thầy và gia đình thầy. Ở đây, chúng ta sẽ chọn ý B. Đó là để mừng thọ thầy. Câu số 2. Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu? A. Tiên học lễ hậu học văn. B. Uống nước nhớ nguồn. C. Một nắng hai sương. Chúng ta sẽ chọn ý B là uống nước nhớ nguồn. Câu 3. Từ đồng nghĩa với từ học trò. A. Học sinh. B. Thầy giáo. C. Nhân viên trường học. Chúng ta sẽ chọn là học sinh A. Câu 4. Những từ ngữ nào dưới đây chứa tiếng truyền mang nghĩa là trao cho người khác? A. Là truyền hình. B. Là truyền tin. C. Là truyền ngôi. Chúng ta chọn ý C. Là truyền ngôi. Câu 5. Hai câu dưới đây liên kết với nhau bằng phép liên kết nào? Hôm nay Lan mặc chiếc áo rách đến lớp. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt ngồi khóc. A. Là phép lập từ ngữ. B. Là phép thay thế từ ngữ. C. Là phép dùng từ ngữ nối. Chúng ta thấy ở đây, hôm nay Lan mặc chiếc áo rách đến lớp. Mấy bạn đến xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt ngồi khóc. Như vậy ta thấy ở đây là lập lại từ Lan, đúng không? Chính là phép lập từ. Vậy là chúng ta sẽ chọn ý A là phép lập từ ngữ. Câu 6. Xác định thành phần cấu tạo của câu sau. Có nghĩa là xác định chủ ngữ vị ngữ đấy. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Ở đây ta thấy đây là một câu ghép gồm hai vế được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Vế thứ nhất là trời rải mây trắng nhạt. Vế thứ hai là biển mơ màng dịu hơi sương. Như vậy ở câu thứ nhất này thì trời là chủ ngữ. Trời là chủ ngữ. Và rải mây trắng nhạt là vị ngữ. Câu thứ hai, biển mơ màng dịu hơi sương thì biển ở đây là chủ ngữ. Và mơ màng dịu hơi sương là vị ngữ. Chúng ta đã gạch chân dưới vị ngữ, hai gạch chúng ta viết chữ VN. Thành một gạch dưới chủ ngữ chúng ta viết chữ CN. Bên này cũng tương tự như vậy. Tiếp theo là phần bài viết. Phần bài viết là phần chính tả tập làm văn đấy. Đây là một cái tờ kiểm tra khác. Phần viết gồm có chính tả và tập làm văn. Chúng ta sẽ nghe viết bài Tranh làng Hồ. Đoạn, đây là đoạn viết. Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng Hồ. Mỗi lần Tết đến, đứng trước cái chiếu bày tranh làng Hồ rải trên các lề phố Hà Nội,
Lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Họ đem vào cuộc sống một cái nhìn thần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hình, vui tươi. Vậy thì ở bài này chúng ta sẽ chú ý các từ ngữ là tên riêng, đó là Hồ, là tên của cái làng đó, à, tính là tên riêng về địa danh. Hà Nội cũng vậy, là tên riêng về địa danh, chúng ta viết hoa. Phần 2 là tập làm văn. Đề bài: em hãy tả một đồ vật mà em thích. Có rất nhiều loại đồ vật, chúng ta có thể tả các đồ vật trong đồ dùng học tập hoặc là các đồ vật ở trong nhà. Ví dụ ở bài này là tả chiếc cặp sách. Bước vào năm học mới, bố mua cho em một chiếc cặp sách ở hiệu sách. Từ buổi đầu khai giảng, chiếc cặp đã là người bạn nhỏ đáng yêu của em. Đấy là phần mở bài nhé. Kết thúc phần mở bài, chúng ta sẽ lùi vào một ô để viết phần thân bài. Chiếc cặp của em hình chữ nhật, chiều dài của cặp khoảng 2 gang tay người lớn, chiều ngang của cặp khoảng 1 gang rưỡi. Đáy cặp rộng đến gần 1 gang tay của em. Cặp của em là loại cặp học sinh làm bằng giả da màu xanh da trời. Mỗi lần xoa tay lên mặt cặp mịn và láng bóng ấy, em cảm thấy mát và trơn, thích thú vô cùng. Đường khâu xung quanh cặp làm bằng chỉ dù màu đỏ, mũi khâu đều và thẳng, các góc cặp lựa tròn có viền ni lông màu trắng. Tạo thêm vẻ duyên dáng cho chiếc cặp. Phía trên có một quai sách to bằng nửa cổ tay em, cong cong hình cầu vồng, được đính chặt bằng hai chiếc đinh đẹp, dẹp. Quai đeo ở sau lưng, được may bằng vải ni lông to bản trơn như một dây dù, rất chắc chắn. Em thử đeo chiếc cặp lên vai, đứng trước gương ngắm nghía, trông em thật chững chạc và khỏe mạnh. Mặt trước của cặp là một cái ngăn bằng tấm mê ca mỏng. Phía trong là bức tranh hai chú gấu Misa đang dắt tay nhau đi trên hè phố, tấp nập người qua lại. Em dùng tay ấn lên hai chiếc khóa bằng mạ kèn, sáng loáng như đôi mắt long lanh, đang chăm chú nhìn em. Tách tách, âm thanh phát ra từ ổ khóa, nghe thật vui tai. Nắp cặp được mở, lộ ra hai ngăn được lót bằng những mảnh vải nỉ mềm, mỏng với những đường sọc vằn như những nét hoa văn trang nhã. Ngăn cặp thứ nhất em đựng sách vở. Ngăn thứ hai em đựng các đồ dùng học tập như hộp bút, thước kẻ, ê ke đo độ, bảng con, bông bảng. Bông bảng là rẻ lau bảng đấy. Tập giấy kiểm tra in sẵn. Hàng ngày, cặp theo bước chân em tung tăng đến trường, đến lớp và ngồi yên lặng trong ngăn bàn theo dõi em học tập. Về đến nhà, em nâng niu chiếc cặp một lúc rồi mới về chỗ quy định. Mới để vào chỗ quy định, em coi chiếc cặp như người bạn thân thiết của mình. Em giữ chiếc cặp rất cẩn thận, không để bụi bẩn bám vào, và thường xuyên lau chùi bằng một chiếc khăn xoa mềm để giữ cặp được bền. Như vậy là ở phần tập làm văn này, chúng ta sẽ tả một cái đồ vật nào đó. Thì cái phần mở bài. Mở bài ấy, chúng ta sẽ giới thiệu.
giới thiệu về đồ vật. Định tả nó là cái gì, đúng không? Thế là phần thân bài. Thì chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ tả bao quát. Đấy. Ở đây trong cái bài này người ta đã tả bao quát là gì? À, chiều dài là bao nhiêu đó, đúng không? Chiều rộng là bao nhiêu? Đấy chính là bao quát đấy. À, có cặp có hình màu gì này, đúng không? Ở cái phần đầu đấy. Làm bằng gì này, màu gì này. Đấy, chiều hình chữ nhật này, chiều dài của cặp là khoảng đây này, chiều ngang thì khoảng bao nhiêu này. Đấy, đấy, đây chính là cái phần tả bao quát. Tiếp theo rồi đến đường khâu xung quanh, các góc cặp rồi phía bên trong ngăn, lần lượt đúng không? Tả từ ngoài vào trong. Đấy chính là cái trình tự tả. Tả bao quát rồi đến tả chi tiết từng bộ phận. Để hay thì chúng ta sẽ tả từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong. Giống như bạn này là từ tả từ trong ra ngoài. Đấy. Tiếp theo đến phần kết bài. Nêu lên tác dụng của cái đồ dùng đó. Đấy, nêu được tác dụng của cái đồ dùng đó. Và cách giữ gìn đồ dùng đó của chúng ta như thế nào. Đây, mùi xoa viết xa chính tả, mùi xoa ích xì. Đang lại.